Một làn da xinh xinh, một làn da tươi tươi. Người yêu ơi hãy sử dụng AS Skin. Trắng lắm mấy chị ơi, rất là trắng luôn. Cái mình khỏi tắm mặt được luôn nha mấy chị nha. Dạ. Hồi xưa cái mặt em nó đen lắm, như vậy nó bị khô lắm mấy chị, sờn lắm. Và từ khi một tuần mình sử dụng 2 lần giúp em nha. Em thề với chị nha, ngày này em cũng tắm mặt hết trơn trời. Cái mặt của em gì? Đi đánh kem nè, đánh phấn nè, nó ăn giả mang luôn, nó ăn cái phấn mặt chúng ta đẹp lắm vậy. Đã thấy cái gì coi nè, cổ da em gì rất là trắng quá vậy. Nó trắng khủng khiếp luôn mọi người, rất là trắng mà da dẻ đã lắm vậy. Da nhưng mà nó rất là thơm, còn không đây, hề đây, da của em là mới chịu sức kem bao bì đi, không có một tí bôi kem nào luôn nè. Nó rất là thẩm thấu cho da của mình luôn. Một chai là với giá là 490 ngàn, cả nhà mình có thể sử dụng được 2 tháng cho mình nha, là thẩm trắng luôn nha. Và dạ, kem bôi đầy ban đêm và kem bôi đầy ban ngày là em có bán lẻ nha mấy chị ơi, 490 ngàn một chai nha. Cái nhà mình đặt này chỉ cần để lại số điện thoại giùm em thôi nha cả nhà ơi. Để số điện thoại mọi người ơi. Giống nhau quá, có khi nào lộn không vậy lắm? Cũng có lộn chứ. Nhỏ đi cười hở lụ nè, hở nú nè. Nhưng mà răng người ta đẹp. Răng sứ. Răng sứ nè. Ừ. Dạ, cái nhà mình đặt này để lại số điện thoại giùm em. Quý gì không? Mà em cạo ra đã trắng liệu gì, em cạo ra trắng liệu à, đà, đà, thấy không? Trời đất ơi, nó trắng mà nó trắng không tìm hết. Anh chị em là bị nám mụn tàn nhang nè. Đó, mà sức mặt mình kỹ kỹ giùm cho em chứ gì nha, kỹ kỹ giùm cho em nha. Trời đất ơi, em là em nói gì ngày này cũng sức hết trơn trời, nhưng mà em trong máy lạnh không giống gì nha. Sức mà không chăm chít không gây ngứa như gì nha. Trời ơi, nhiều sản phẩm mà ta lấy tắm body chắc mình dám xài mặt không? Dám xài mặt không? Thiệt sự luôn trời đất ơi, mặt tôi là mặt kiếm tiền đó má nha. Dạ, chắc hẹn để lại số điện thoại giùm em nha. 490 ngàn thôi cả nhà ơi. Một chai là mình sử dụng được phải 2 tháng chị nha, đặc biệt rất là trắng luôn mấy chị ơi. Và không cơ hề bị bết đứt và cũng không hề bị lộ con kem nha mấy chị nha. Trời ơi, em tháo ra là quý vị mê em liền. Có ai đây mê em quý vị? Mình trét chân mày cho em luôn, trét chân mày cho em cạo ra bắt hình xăm luôn. Ừ, đó, đó, trời đất ơi, cưng ghê quý vị. Rất là trắng, trời ơi, style là mê liền, style là xích mê xích mê liền. Cứ để số điện thoại giùm cho em nhanh tay lẹ chân như gì nha. Còn chàng trai nữa cứ để số điện thoại giùm cho em. Đi đâu mà dọn mà dọn mà dắt ra mà còn phải dây nè. Dừng thân lại nơi đây, ủng hộ tấm trắng giùm cho em 490 ngàn. Sản phẩm Asset Skin thì dòng sản phẩm này ta nói là một cái chai tấm trắng bình thường. Và một cái tấm trắng hàng ngày, như body ban đêm như body ban ngày. Làm da ta trắng hơn, sáng hơn, mịn màng hơn. Anh chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em, đảm bảo không trắng thì hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Và nguyên liệu là ta đã nhập khẩu từ Hàn Quốc 100%, có giấy tờ chứng nhận đồ đầy đủ, nên mọi người yên tâm giùm cho em nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, ai cũng chắc gần Tết gần Noel rồi. Thì bây giờ chúng ta có lần da trắng thật là trắng 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 nha quý vị nha. Em hàng ngày này cũng tắm chứ gì nha, ngày này cũng tắm chơi rồi. Trắng liền mấy chị ơi, bật tông rõ rồi, sau 15 đến 20 phút sử dụng nha mấy chị nha. Trời ơi, tin được không? Nó trắng quá qua đi. Trời ơi, tin được không? Chúng ta lại sao? Dạ ok, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em được rồi cả nhà ơi. Nhưng còn những chị nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm Hàn Quốc này, cứ để lại số điện thoại giùm em. Chút xíu hết cái line này em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị được chị nha. Đây là sản phẩm tắm trắng của Hàn Quốc, một bộ là với giá là 1.470.000 sẽ được free ship toàn quốc. Khi mua một bộ, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tại cái bàn chế trị giá 490 ngàn. Quý vị thấy có xuất sắc không quý vị? Quý vị thấy là em có quảng cáo xạo quý vị, em xài cái gì em nói là quý vị cái đó. Trời ơi, tin được quý vị thấy không? Đây là da mọc của em như gì nha, da mọc của em nha, không có miếng kem miếng phấn gì vậy, em lao cỡ đó vậy, em lao cỡ đó. Mà quý vị thấy không, da em rất là trắng, rất là đẹp như vậy nha, rất là đẹp luôn, mặn màu hiệu như thế, mặn màu như vậy. Trời ơi à. Một bộ là với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai để cho bà chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lại chân, một bộ. Đây, sản phẩm tên gì vậy? Dạ sản phẩm này AS Skin như vậy nha. Hai chị em xin đôi quý chị ơi, cảm ơn vậy. Dạ đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, rất là hiệu quả luôn nha mấy chị nha. Cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Đặc biệt là cái kem body này những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha cả nhà ơi. Đặc biệt là cái kem body này khi mà mình xúc vô là nó thẩm thấu cho nha mấy chị nha, và rất là trắng và hiệu quả luôn. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc mà khi gặp nước nó không hề bị trôi nha mấy chị ơi. Em đánh từ từ, em đánh lên nó rất là thấm, nó không có một tí bôi kem nào luôn nha mấy chị. Ồ, tư vấn hay quá ơi. Máu vô rồi. Gia đình em thề vậy nha. Cái này em nói mà không có nha chị nha, không có, em làm con cuốn luôn đây, có bằng thờ Phật nhà em đây nha chị nha. Là cái chai này em để trong toilet là gia đình em xài, thiệt sự gia đình em xài đúng vậy. Cái mặt của em là khoảng 2-3 ngày em xài 1 lần để cho đánh kem nó ăn vô, đánh phấn nó ăn vô, rất là trắng như chị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ ok, không hề hồi da luôn. Nhanh tay lại chân, xem là mua comment số điện thoại gì cho bên em như chị nha. Nhanh tay lại chân. Dạ đúng rồi, đặc biệt là kem body xài rất là thích luôn nha mấy chị ơi. Đặc biệt bên đây là có dòng hai dòng kem body ban ngày và kem body ban đêm. Đặc biệt là kem body ban ngày để cho mình có chất chống nắng luôn nha mấy chị. Rất là trắng như vậy nha, rất là trắng, khi mình xài là cực kỳ ok, cực kỳ. Mình đưa hai tay đây coi. Đây. Đây. Rất là trắng nha mấy chị
nè, cái khúc này nó còn đen rồi mình lắm lắm luôn. Ok, dạ mấy tuổi sử dụng được? Em 15 tuổi sử dụng được hả? Dạ được sử dụng được nhau gì nha. Một bộ 5 anh chị em là một comment số điện thoại như gì nha. Nhanh tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân. Một. Dạ. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye em. Bye bye gì nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi tin không? I see it to one.